Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 quân khu 5 vừa tổ chức khánh thành và bàn giao 11,4 km đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư gần 19 tỷ đồng cho xã Cư Đê Nông, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những hạng mục đầu tư xây dựng thuộc chương trình Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15. Nguồn kinh phí do Bộ Quốc phòng Quân khu 5 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 hỗ trợ. Các tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, nền đường rộng 6m, chiều rộng mặt đường 3,5m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 5,5 kg trên 1m2. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi, giúp bà con nhân dân đi lại, vận chuyển lương thực, giao thương hàng hóa, tạo diện mạo mới trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Với sự hỗ trợ thiết thực của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15, xã Cư Đê Mờ Nông đã hoàn thành tiêu chí giao thông trong triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 1930, ngày 3 tháng 2 2016 và đón xuân mới Bính Thân 2016.